Riêng cái lọc này thì cháu tặng như chú là hết, khi nào chú bán xe đi thì thôi nhá. Chứ không cần phải chú 1 năm 2 năm, cứ bán xe đi thì thôi. Không cần phải lăn tăn gọi Thanh ơi gửi cho chú. Đúng rồi, cái này cầu. Chứ khi chú chỉnh chú về hết mo nhá. Chú về mo hết đã, cái này tất cả nha, chú về mo hết đã, được chưa? Về mo tất cả trên cả dưới, mà chú cải cầu giống như chú mình đi về số thôi, ô tô thôi. Muốn chuyển số 1 số 2 đấy thì đi như số sàn thôi. Về hết mo rồi là chạy. Chú cất cái này đi. Chú cất cái bình này về hết rồi cất được đi. Không để xe ngoài nhiều khi anh em anh trẻ con nó lại bị khóa được. Vâng, khóa. Đấy, còn hết thôi. Đây nhá, cái khóa chìa khóa đây. Anh chú khóa được là một tùy chú chứ làm nào thì ở đây thì cháu bàn giao chú. Quan nhớ là chú cháu chỉ chú cách hướng dẫn sử dụng. Với cả là cái bơm dầu mẫu nó thế thôi. Đây là chú có phải biết. Chú cứ nhớ cho cháu là nhớ đổ nước là nước xanh. Vào két làm mát này, không đổ nước lọc, không đổ nước ngoài, không đổ nước sông, không đổ nước giếng. Hết, tại vì sao nước của mình là có cặn. Đấy, thì chú đổ nước xanh ấy. Thế thôi. Đấy. Còn cái gì nó không nào, có cái lọc kia lọc thủy ướt cho chú nhá. Lọc ướt như lọc ô tô ấy. Đấy. Trên kia. Lọc ướt này để dùng hết vụ nông sản chẳng mình suy nghĩ gì cả, không giờ sợ hỏng động cơ. Lọc ướt như lọc ô tô ấy, mỗi ví dụ nó có mỗi một cái lọc gió ấy, thì khi khói bụi nó vào thì nó bụi hết vào lọc gió xong nó chạy động cơ. Trong cân chia trên kia lọc ướt là dưới kia có dầu mà. Dưới cái bình lọc ướt là có dầu. Đấy. Vâng. Trừ khi anh bốc cát anh ném vào thì em chịu. Hết. Thế thôi. Ở lại đây một bên thì lá quy nhé. Lá quy nếu mà ở đây mà an linh an toàn ăn thì không được khóa. Nếu mà không được khóa không thì chú thôi nhá. Ông ơi, tại vì ở đây thì Casio nào mình không mất rồi, xe máy cũng chả mất thì không phải lo cái bình ắc quy rồi. Có gì em lại gọi nhá. Em mời chú đi ăn sáng đã nhá. Mấy cái cháu bàn giao sớm quá ăn sáng. Dạ, không có tí về em gọi. Đấy. Chú đây nhá, một bên này chú để đồ thì được. Ví dụ như là chú có đi đâu xa hay là vào trong bản làm chú giúp thì chú muốn để đồ thì chú để chú nhé. Nếu không phải bắt buộc để đồ sửa chữa, chú để đồ gì đó mình đi các thứ gì nhé. Đấy. Thế thôi. Đấy thì cháu chỉ nhắc chú mới điểm mạnh đấy là nhiều về chú nhiều thứ là không nhớ được hết. Chú cứ gọi video cháu nha, chú cứ gọi video cho cháu. Cháu chỉ cho chú. Thôi đi, chú cháu mình rửa tay xong rồi đi ăn sáng. Gọi lái xe nó để xe đấy xong rồi đi ăn sáng cùng chú luôn. Em khóa cửa vào xong đưa cho chú. Khóa cửa vào, quy lên khóa cửa.